ba trận đấu gần đây khi mà công an có ông về dẫn dắt thì đã thi đấu tốt hơn và các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đều đã chơi ổn định hơn. Ông có cái bí quyết gì đặc biệt không và ông nhận định như thế nào về sự tiến bộ của họ trong thời gian qua? Ông lập sáng nát thứ hàng ma đó các team đấy lên đi qua đường tôi cho khó cùng các tệ team chắc đó các coach mi thích lắm ở lại bang ấy các สองเกมแรกก็เหมือนให้น้องๆทุกคนได้มีแมตช์ฟิตแล้วก็ให้ความมั่นใจให้เขาเล่นให้สนุกครับแล้วก็เกมนี้เรารู้ว่าธันวาเนี่ยก็ชนะมา3แต้มมาเรื่อยๆอยู่แล้วเรามีความมั่นใจประกอบกับตอนที่กวางฮานอยเล่นซุปเปอร์คัพแพ้มา 3-1 แล้วตอนนั้นทุกคนก็รู้ดีว่าวันนี้เราแพ้ไม่ได้ฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้อง3แต้มเท่านั้นแล้วก็ทุกคนก็เล่นด้วยความสบายใจแล้วก็เดินทางเป้าหมายเพราะเราบอกแล้วว่าเป้าหมายของเราคือต้องการไล่บี้นำดินให้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราDối với hai trận đầu thì các cầu thủ đã được cải thiện tốt về thể lực và sự tự tin hơn và tôi chưa từng thua Thanh Hóa cho nên là ở trận Công an Hà Nội thua Thanh Hóa 3-1 vừa rồi thì tôi đã đưa ra mục tiêu cho toàn thể đội bóng đó là trận này không thể thua và các bạn đã được chơi thoải mái và mục tiêu của trận được đặt ra đó là đội sẽ áp dụng chơi áp với đội Thanh Hóa và đã thành công. Có ai nói không? Cảm ơn nhé. Nhiều người nói vui là bây giờ ông đang cầm vận mệnh của đội tuyển Việt Nam. Ông nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ bạn lại không có chụp bút quá. Mượn khốt có chụp bên Anna khốt nè. Khốt không biết nào nữa các khốt sẽ rút sụp dần ngày bác gặp lương nghĩ. เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวทำหน้าที่กับก็บางงานน้อยให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าเป้าหมายเรารู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายในเล็กแรกต้องอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องการทำงานให้หนักขึ้นเรื่อยๆยังมีงานที่ต้องทำกับน้องๆน้องวันนี้ดีแล้วแต่ก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับchuyện này thì tạm thời gác qua một bên ạ. Tôi muốn hết mình với Công an Hà Nội và còn rất là nhiều việc mà tôi cần phải làm với các bạn trong thời gian sắp tới. Công an hiện tại đã có 4 bàn thắng ở V-League rồi và bạn ấy đã có phong độ tương đối tốt ở ngoài Công an Hà Nội. Ông làm thế nào để giúp cho Quang Hải trở lại và đang có phong độ cao hiện tại? Sống là Quang Hải, tôi mới có cặp mà khâu sù khi đai xì và tù leo cấp lâu xin thi khốt thăm cứ hay Quang Hải phấn phù các cứ à lạiทั้งเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของร่างกายเรื่องของความมั่นใจตอนนี้ปองหายน่าจะมั่นใจแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมก็ยังต้องปองหายยังคุยกันอยู่ก็คุยกันตลอดว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงตัวเองอีกไหมโค้ชก็จะให้ไอเดียเพิ่มเติมนะลูกยิงไกลอะไรพวกนี้ปองหายมีจุดเด่นเรื่องลูกยิงไกลนะครับแล้วก็เรื่องเซตพีซนะครับเราก็ต้องทำงานให้เพิ่มขึ้นกองหายตอนนี้ก็เขาก็เชื่อฟังนะแล้วเขาตั้งใจทำหน้าที่แล้วก็เขาเป็นผู้นำนะครับถือว่าพัฒนาได้อีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นอีก trước tiên là Quang Hải đã được cải thiện tốt về mặt tinh thần thể lực cũng như sự tự tin và Quang Hải là cầu thủ chính của đội bóng tôi và Quang Hải luôn nói chuyện với nhau để giúp bạn cải thiện những cái điều mà bạn đang còn thiếu sót. Còn đối với những cái điểm mạnh của bạn đó là đá phạt và sút xa thì bạn cũng đang dần được hoàn thiện hơn và bạn rất là lắng nghe tôi chia sẻ và bạn có một tố chất của một người lãnh đạo đội bóng. Em có để ý là các cái trận đấu thì anh đều có một số sự thay đổi về băng đội trưởng khi mà cần thiết. Anh có thể chia sẻ những cái tiêu chí nào để chọn đội trưởng trước một cái vòng đấu? Cố sẵn mà xe lương cán tiền cặp tăng không tài đến mệt nó khóc cố trước ngày thì gặp lương đấy con thứ quá thứ tớ lẽ qua đại ban sang nhà Quảng Hải cặp tăng sang khách tần tài cặp tăng xăm bí đình Việt Anh cặp tân bây giờ không có của người tì bí đình hàng đấy tôi cho Việt Anh thì ban đầu dự định của tôi là sân nhà sẽ dành cho Hải sẽ là đội trưởng, sân khách thì sẽ là Tấn Tài và là sân ở Mỹ Đình sẽ là Việt Anh, nhưng mà vì đội không có cơ hội đá ở Mỹ Đình cho nên hôm nay tôi trao cơ hội đó cho Việt Anh rồi.
แต่วันนี้เวียดนามทำหน้าที่ได้ดีเพราะว่าเวียดนามก็อย่างที่บอกเวียดนามเล่นทีมชาติแล้วเป็นตัวหลักของทีมชาติก็วันนี้เขาก็แสดงความเป็นผู้นำได้เห็นแล้วว่าวันนี้เรามี3กัปตันที่ช่วยทำงานให้กับพี่โก้กับโค้ชแต่ cũng như các bạn đã thấy là việc anh hôm nay đã thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh với tấm băng đội trưởng trên tay và bạn chơi rất tốt và có hiệu suất tốt ở đội tuyển quốc gia và hôm nay thì bạn đã thành công được và tôi muốn nhấn mạnh rằng là hiện nay là công an Hà Nội có ba đội trưởng có thể thay thế nhau giúp tôi trong công việc. Anh chưa thua Thanh Hóa lần nào thì hôm nay đặc biệt là các khúc đầu trận của hai hiệp thì thấy đội hình của công an Hà Nội dâng lên và gây sức ép rất là nhiều vào hàng hậu vệ của Thanh Hóa mà họ không triển khai được bóng. Thì đây có phải cái bí quyết để chiến thắng đội Thanh Hóa trong các lần đối đầu? Sắm đặt khốt chứ mấy khơi đai phá Thanh Hóa mà còn nó cấp lớp lên mệt rác nó cấp lâu có đai phá sinh tăng tề rác lời ní có khử ní chay hệ phốn thì thăm hay lâu chăn ná Thanh Hóa mới cấp đây có ba ระบบของธันวาก็ดีไม่ว่าจะเป็นเช็คตัวอะไรพวกนี้ก็ดีแล้วก็ของเรารู้ว่าเราต้องเจอทีมที่แข็งแกร่งเราต้องการเปลี่ยนวิธีการเล่นของฟุตบอลเวียดนามธันวาก็เปลี่ยนซึ่งแต่ก่อนก็ธันวาก็เล่น532541 343แต่วันนี้เปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนสไตล์โค้ชผมพบว่าทําแทคติกได้ดีส่วนเราเองเราก็ต้องมาปรับปรุงของเราให้ดีเราจะเจอกับธันวาเนี่ยนะเราจะต้องทำยังไงฉะนั้นวันนี้เราถึงสู้กันด้วยแทคติกอะก็วังฮานอยกับธันวาก็คือวันนี้เล่นด้วยแทคติกวิธีการเล่นสู้กันนะส่วนเรื่องของการปะทะรุนแรงเป็นเรื่องของเกมเพราะว่าวันนี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างวังฮานอยกับธันวาเพราะว่าต้องแย่งตำแหน่งกันขึ้นอันดับ2นะซึ่งมันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกให้กับแฟนบอลที่ชมที่มาชมในวันนี้ด้วยที่đối với Thanh Hóa đây là một đội bóng rất là chất lượng trước đây Thanh Hóa chơi đội hình 532 343 nhưng hiện nay là đối với lại huấn luyện viên Bốc ông ta đã thay đổi chiến thuật của đội bóng cũng giống như là Công an Hà Nội cũng vậy, Công an Hà Nội cũng cần phải thay đổi chiến thuật. Thì trận đấu ngày hôm nay là trận đấu giữa chiến thuật của hai bên ạ. Và tôi cũng muốn thay đổi chiến thuật của Công an Hà Nội để thay đổi về cách chơi bóng của đội tuyển Việt Nam. Và đây là trận đấu giành vị trí thứ hai cho nên là không thể tránh các xung đột xảy ra trên sân và sức nóng trên sân rất là nóng, đặc biệt là đối với các cầu thủ và cầu thủ viên. Thì lại không phải đội tuyển Việt Nam không phải Không phải đối công an Hà Nội style chính thuật tại không phải đối tiếng Việt xin lỗi đúng không rồi cuộc họp báo kết thúc tại đây ạ. Ok đó, cảm ơn các bạn phóng viên ạ, cảm ơn viên trưởng của đội công an Hà Nội, một lời biệt triển công an Hà Nội. Thank you so chúc mừng các chúc mừng các bạn.